Thưa quý vị, Việt Nam đã cử 100 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn do trận động đất xảy ra. Trong đó, cán bộ chiến sĩ cứu hộ, nhân viên y tế của Bộ Công an là 24 người, còn lại là của Bộ Quốc phòng. Dự kiến 100 cán bộ chiến sĩ sẽ bay trong vòng 30 tiếng để qua Thổ Nhĩ Kỳ, phối hợp cùng lực lượng quốc tế tiến hành đào bới tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong vụ động đất. Bộ Công an cho biết tham gia nhiệm vụ lần này là những cán bộ chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác cứu nạn thực tế. Được biết, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã là hơn 21.000 người. Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã rung chuyển trong trận động đất 7,8 độ hôm 6 tháng 2. Theo các chuyên gia địa chất, trận động đất có thể đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị trượt 3 mét so với vị trí ban đầu. Các chuyên gia địa chấn nhận định, trận động đất mạnh 7,8 độ làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là do mảng kiến tạo Ả Rập dịch chuyển về phía Bắc và có thể đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị trượt 3 mét so với vị trí ban đầu. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, cú trượt mảng kiến tạo gây ra trận động đất diễn ra trong khoảng 75 giây. Đối với hầu hết người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất gây ra rung lắc từ 1 đến 2 phút. Thổ Nhĩ Kỳ dễ xảy ra động đất vì nằm trên các đường đứt gãy lớn giáp với mảng Anatolia, mảng Ả Rập và mảng Á Âu. Theo các nhà khí tượng học, khoảng 225 km đường đứt gãy giữa mảng Anatolia và mảng Ả Rập đã bị ảnh hưởng trong trận động đất. Theo phân tích dựa trên dữ liệu sơ bộ, hai mảng kiến tạo đã trượt qua nhau từ 3 đến 3,5 mét khi trận động đất xảy ra. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thủ đô Hà Nội sẽ được xây dựng và phát triển thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. Nội dung này nằm trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng. Cụ thể, giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng sống cao, phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội tiêu biểu của cả nước. Có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Đây cũng là nội dung nằm trong chương trình hành động của Chính phủ cho vùng đồng bằng sông Hồng phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án kết cấu hạ tầng và phân công cụ thể cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành ba cực tăng trưởng trong tam giác động lực phát triển kinh tế vùng, trong đó thủ đô Hà Nội giữ vị trí vai trò là trung tâm đầu não. Tỷ lệ năng lượng điện tái tạo ở Việt Nam sẽ đạt từ 15% đến 20% nguồn cung năng lượng trong năm 2030. Điều này sẽ góp phần vào nguồn cung ứng điện năng quan trọng của quốc gia. Đây là thông tin được công bố sáng hôm qua trong hội thảo phổ biến về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức tại Hà Nội. Theo Bộ Công Thương, mục tiêu năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung nguồn năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20% và 25-30% vào năm 2045. Phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực sản xuất điện khoảng 42 triệu tấn CO2 tương đương vào năm 2050. Kế hoạch hành động được ngành công thương khẳng định với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, kiểm soát phát thải khí nhà kính nhằm giảm dấu vết carbon, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Sau khi hỗ trợ hoàn thành kế hoạch hành động, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Bộ Công Thương để thực hiện thông qua việc hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời huy động đầu tư của khu vực tư nhân vào các công nghệ năng lượng tiên tiến. Hiện nông dân Cà Mau đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân. So với những năm trước thì vụ mùa năm nay bà con nông dân vừa được mùa vừa trúng giá nên người dân rất phấn khởi. Dù bị ảnh hưởng mưa lớn kéo dài hồi đầu vụ gây khó khăn cho việc xuống giống của người dân, tốn kém nhiều chi phí cho sản xuất, nhưng từ khi xuống giống đến nay, các loại sâu bệnh ít gây hại nên năng suất đạt khá cao, bình quân hơn 5,8 tấn một hecta, một số nơi đạt hơn 6 tấn một hecta. Không chỉ được mùa, năm nay giá lúa được thương lái thu mua tại ruộng cũng cao hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 1.000 đồng một kg. Năng suất lúa năm nay thì so với hàng năm thì năng suất lúa năm nay nó đỡ hơn. Tương đối là cái giá cả năm nay nó cũng cao, được 7.000. Thì cái lợi nhuận cao hơn các hàng năm trước.
năm nay mùa thì cũng đạt, giá thì cũng được. Đó. Nói chung là cũng tạm thời là trúng mùa thì trúng giá. Năm nay cái thương lái nó cũng mua nhanh lẹ chứ không có để qua đêm như hàng ví dụ trước. Nhưng mà sao cố gắng được cái điều tiết nước này trong vụ ngọt quá của huyện nhận thời được thì bà con có làm cho nó dễ dàng chút, bớt lại cái chi phí. Chi phí năm nay thì nặng nhưng mà nhờ được cái được cũng trúng mùa, cũng trúng giá luôn. Hiện tại giống lúa ST24, ST25 và Lộc Trời có giá trên 7.000 đồng 1 kg. Còn lại các loại giống lúa khác như Đài Thơm 8, OM5451, OM18 đều có giá trên 6.300 đồng 1 kg. Với giá lúa hiện tại, sau khi trừ chi phí, mỗi hecta người dân có thể còn lợi nhuận từ 25 đến 30 triệu đồng một vụ. Mặc dù cơ bản gặp thuận lợi, nhưng do mùa mưa năm nay kéo dài đã làm cho nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất, cộng với mặt đất bị ẩm ướt, làm chậm tiến độ thu hoạch của người dân. Giá công cắt máy cũng cao hơn so với năm trước, khoảng 50.000 đồng một công. Thời điểm này, nông dân tập trung ra đồng thu hoạch đồng loạt vụ lúa đông xuân. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 5.700 ha. Diện tích còn lại đang được bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Là vùng đất có nhiều giống dược liệu quý, những năm gần đây tỉnh Lào Cai đã khuyến khích người dân trồng và mở rộng diện tích cây dược liệu, đồng thời liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, thị xã Sapa được xác định là vùng cây dược liệu trọng điểm của tỉnh. Gia đình anh Mã A Cao ở tổ 2, phường Hàm Rồng, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai trồng 1 hecta cây atiso trên đất vốn trồng ngô trước đây. Mỗi năm, cây atiso mang về cho gia đình anh khoảng 120 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng ngô. Lúc đầu gia đình được hướng dẫn cách trồng atiso, giờ tôi tự trồng được và tự chăm sóc. Khi thu hoạch, cũng có công ty đến mua hết. Đời sống gia đình cũng khá lên. Trên địa bàn thị xã, hiện có 6 công ty, hợp tác xã đầu tư sản xuất và chế biến được khoảng 5.800 tấn dược liệu tươi một năm, cung cấp ra thị trường trên 100 sản phẩm, chế biến từ cây dược liệu. Vì vậy, đầu ra của cây dược liệu tương đối ổn định. Công ty ký hợp đồng với từng hộ dân và dần dần cái này nó trở thành một cái kỹ năng rất thông thường của bà con trong hàng năm. Và chỉ có những các cái cam kết chuyên nghiệp như vậy thì bà con cũng có một cái sự yên tâm trong cái việc và phát triển cây dược liệu. Hiện nay, thị xã Sapa có 210 hectare cây dược liệu, gồm atiso, chùa dù, chè dây, đương quy, tía tô và các loại cây dược liệu dùng để chế biến sản phẩm thuốc tắm người dao đỏ. Doanh thu từ cây dược liệu đạt trên 30 tỷ đồng một năm. Thị xã phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 400 hectare cây dược liệu. Nhằm nâng cao giá trị của dược liệu, Sapa cũng sẽ xây dựng cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến và bảo quản dược liệu, tăng cường khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, tạo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, khai thác hiệu quả và bảo tồn cây dược liệu bản địa có giá trị kinh tế và y dược, để cây dược liệu thực sự là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Từ hôm nay mùng 10 tháng 2, Trung tâm Du lịch Cầu Treo Buôn Đôn thông báo dừng khai thác dịch vụ cưỡi voi, chuyển sang chụp ảnh cùng voi cho voi ăn. Đây cũng là điểm du lịch đầu tiên ở Đắk Lắk bỏ hình thức du lịch này. Đại diện Trung tâm Du lịch Cầu Treo cho biết, thay vì cưỡi voi, du khách có thể ngắm và chụp ảnh cùng voi, cho voi ăn và tham quan nhà dài, tìm hiểu phong tục của người bản địa. Nghe cổng chiêng, uống rượu cần, trải nghiệm cầu treo trên sông Serebok. Động thái này của chi nhánh du lịch khách sạn Biệt Điện, đơn vị quản lý Trung tâm Du lịch Cầu Treo, được đưa ra nhằm thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về lộ trình dừng dịch vụ cưỡi voi đến năm 2026 trong hoạt động kinh doanh du lịch để bảo tồn đàn voi nhà và chuyển sang du lịch voi thân thiện. Sau Tết là thời điểm các lễ hội diễn ra trên cả nước. Do đó, nhu cầu đi lại, tiêu dùng thực phẩm, ăn uống, mua sắm phục vụ lễ hội đều có xu hướng tăng. Ban tổ chức các lễ hội đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát giá cả hàng hóa dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của du khách. Thế nhưng vẫn có những loại hình dịch vụ hàng hóa bán tăng giá hoặc thu tiền sai quy định. Để được kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu di tích lịch sử này, các chủ cơ sở đều phải ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá, đảm bảo một giá trước, trong và sau lễ hội.
cam kết là đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng. Tháng nào cũng có, ngày nào cũng có cán bộ trực ở địa bàn đây mà. Nghĩa là ngày nào cán bộ cũng nhắc nhở ở đây. Thứ nhất là phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái giá cả niêm yết, bán đúng giá. Là tập huấn cho tất cả những bà con kinh doanh dịch vụ tại khu di tích biết được những cái nội quy dành cho các hoạt động kinh doanh ở đây để bà con nắm được. Kể cả về những cái phần như là giá cả niêm yết hay là cái chất lượng hàng hóa và sản phẩm mà bà con được bán tại khu di tích. Thế nhưng theo phản ánh của du khách, dù được niêm yết giá vẫn có những dịch vụ thu chưa đúng với quy định. Điển hình là giá vé xe điện. Trong bảng giá niêm yết, giá cho một lượt xe điện từ bãi xe đi vào các điểm di tích dao động từ 10.000 đến 50.000 đồng một người. Thế nhưng một số lái xe lại cho biết xe chỉ di chuyển khi có đủ 10 khách. Nếu không chờ những khách khác để ghép xe, du khách sẽ phải trả 250.000 đồng để bao cả chuyến. Tức là nguyên xe này đi là 250. 250 nguyên xe, còn 25.000 là tiền thu luôn. Wow. Và gia đình 4 người này đã phải trả 250.000 đồng để di chuyển từ bãi xe đến cổng khu di tích. Không chỉ giá vé xe điện, giá mua đồ lễ như vàng, hương tại khu di tích này cũng được nhiều du khách phản ánh là cao hơn so với những nơi khác và có sự chênh lệch giữa các quầy hàng với nhau. Nếu để nói giá bán thì cũng nói đắt đấy. 50.000 một cái hương vòng. Bình thường cô đi đâu mua chỉ 30.000 thôi. Những mặt hàng khác có thể nói chung cũng tăng hơn chỗ khác. Đắt hơn ở đền ông Bảy hoặc là đền mẫu các đền. Toàn giấy này 200 mấy, 201 nhỉ. Chắc chắn là mua ở ngoài thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà mình lên đây mình mua thì cứ chấp nhận giá thôi vì mình đi lễ mà. Trong khi đó, đại diện ban quản lý khu di tích cho biết hiện chưa nhận được thông tin phản ánh nào từ du khách. Tuy nhiên, du khách khi gặp tình trạng trên có thể liên lạc với đường dây nóng để phản ánh. Đại diện ban quản lý khu di tích này cũng cho biết thời gian tới, ban quản lý sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cam kết về niêm yết giá và bán cung cấp dịch vụ đúng giá niêm yết. Đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Vâng, thưa quý vị, tuy chỉ mới xuất hiện vào cuối tháng 11 năm 2022, nhưng ChatGPT đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng triệu người dùng trên toàn cầu nhờ vào việc có thể trả lời nhanh và chi tiết trên nhiều lĩnh vực kiến thức. Tại Việt Nam thì cơn sốt ChatGPT cũng khiến nhiều người tò mò muốn kiểm tra trí tuệ nhân tạo này có thực sự thông minh như lời đồn đại hay không. Vâng ạ, sự phát triển của ứng dụng này khiến nhiều người, đặc biệt là phụ huynh, học sinh cũng như giáo viên đặt ra câu hỏi lớn liệu công cụ trí tuệ nhân tạo này có ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học của học sinh các cấp. Và đó cũng chính là nội dung của phóng sự sau đây. Em cảm thấy con robot này nó khá là thông minh và em thấy là nó giúp ích rất nhiều cho việc học tập. Ví dụ mình có gặp những bài khó thì mình có thể sử dụng nó để có thể giải trong nhanh chóng, có thể trong 10 phút thôi thì cũng có thể giải ra được bài tập. Cái văn phong của con AI này nó cũng khá là độc đáo, đọc nó thuận ấy, thuận tai. Nó có rất nhiều là sự lựa chọn về sự giao diện, nó rất dễ thương. Với cả là em cũng muốn thử ứng dụng trong học tập của mình xem như nào và thấy rất là hiệu quả đấy ạ. Không chỉ nhanh nhạy, thông minh, công cụ trí tuệ nhân tạo này còn có khả năng tạo ra văn bản và có nhiều ứng dụng bao gồm dịch ngôn ngữ, mô hình hóa ngôn ngữ, giải một bài toán đơn giản hoàn chỉnh chỉ trong một vài phút, thậm chí có thể lập trình và viết được những bài luận một cách hoàn hảo. Đây là một cái nguồn mà tư liệu phong phú mà cả giáo viên và học sinh có thể khai thác được, và đặc biệt đối với môn ngữ văn. Cái đó xử lý rất là nhanh. Một cái đề văn thì có thể, nếu mà chat với GPT thì xử lý các cái thông tin rất là nhanh. Giúp mình trong cái việc đó là giảm thiểu cái thời gian, có những cái việc nó rất là vụn vặt nhỏ của giáo viên, ví dụ như là chuẩn bị tài liệu hay là giáo án hay là vân vân. Một số cái hay là một cái nguồn dữ liệu nào đó mình có thể tìm kiếm ngay lập tức. Có nghĩa là cái hay ở chỗ ở đây đó là ChatGPT như một trợ lý ảo bên cạnh mình và có thể trả lời mình ngay lập tức với câu hỏi, với cái kết quả đưa ra là chỉ một cái kết quả duy nhất.
nó không như Google, như mình nói là Google đưa ra một loạt các kết quả và rõ ràng là người dùng sẽ phải mất rất nhiều thời gian trong cái việc đó là xử lý thông tin mà Google đem lại. Tuy nhiên, công cụ được tạo nên từ trí tuệ nhân tạo này có thể là thách thức đối với giáo dục khi người học có thể sử dụng nó như một công cụ để gian lận. Nguy hiểm hơn chính là việc học sinh lạm dụng nó khiến các em không còn động lực để học tập tích cực nữa. Khi mà học sinh mà sử dụng các ChatGPT thì nó cũng có những ảnh hưởng tiêu cực trong cái việc như là thái độ làm bài kiểm tra, bài giảng của thầy cô giáo, tất cả mọi kiến thức thì có thể nó sẽ làm cho học sinh không mấy hứng thú. Cái này tôi nghĩ là nhà trường, các thầy cô, kể cả giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và đặc biệt là các em học sinh sẽ phải có những cái hoạt động tích cực để chia sẻ về cách sử dụng ứng dụng đối với cái ChatGPT này. GPT nó ứng dụng một cách nhanh nhạy như vậy thì nó cũng khiến cho cả người dạy và người học có lẽ là cũng lười suy nghĩ chẳng hạn, đặc biệt là học sinh ỷ lại copy toàn bộ cái phần đó và coi đó như là cái phần viết của mình, và đấy cũng chính là cái mặt trái của nó. Phải công nhận ChatGPT có thể tạo ra những thay đổi trong việc dạy và học, thay thế cho cách dạy truyền thống. Nhưng ChatGPT chỉ là trí tuệ nhân tạo, không phải là trí thông minh toàn diện, không thể nào thay thế được cách tiếp cận dựa trên năng lực, kích thích sự tò mò, sáng tạo của học sinh. Đây cũng là một ứng dụng mà nó nằm ngoài cái chương trình học của mình, nên là nếu mà mình lạm dụng nhiều quá thì nó có thể ảnh hưởng đến sự tập trung của mình trong cái việc học tập của chính bản thân mình trên trường nữa. Em cũng không mong muốn là trong thời đại hiện nay thì các bạn cũng như là em bị phụ thuộc quá nhiều vào nó. Bọn em vẫn sẽ kiểu cần mọi người, cần giáo viên các thứ để mang lại kiến thức cho bọn em, chứ không thể riêng được ChatGPT có thể mang lại nguồn kiến thức cho bọn em được. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách kiểm tra đánh giá tư duy. Chúng ta đưa ra những câu hỏi tư duy nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn thì rõ ràng rằng học sinh sẽ bắt buộc là sẽ phải nghĩ nhiều hơn, và chúng ta cũng không nên sợ rằng là ChatGPT sẽ thay thế hay là nó làm cho học sinh lười biếng hơn. Vấn đề ở chỗ là cách kiểm tra, cách phương pháp dạy học, đánh giá ở đây là gì. Quả thực là những cái ưu việt mà về lấy tính cái thông tin của nó thì cũng rất là hay, rất là nhanh. Thế nhưng nó chỉ là công nghệ thôi ạ. Còn những cái mà chúng ta cần là phải công nghệ để kết hợp với những cái kiến thức của chúng ta có, với cái sự sáng tạo của chúng ta, thì nó mới tạo nên một cái bức tranh rất là đa sắc màu và toàn diện trong giáo dục được. Dù cho công cụ trí tuệ nhân tạo này có lợi hại đến đâu, ChatGPT chỉ có thể là một người bạn trong lớp học và là một công cụ hỗ trợ. Cốt lõi của việc học tập là dựa vào khả năng ghi nhớ cũng như rèn luyện từ cá nhân của mỗi người, chứ không đến từ bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.